Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Thời sự pháp luật của FDVN. Sử dụng hộ khẩu không chỉ về mặt pháp lý mà dường như còn là thói quen của người dân Việt Nam trong một số giao dịch dân sự, thủ tục hành chính và các hoạt động khác nhằm xác minh nơi cư trú, nhân thân của công dân. Thế nhưng sắp tới đây, sổ khẩu sẽ không còn được sử dụng, các thủ tục liên quan đến sổ khẩu cũng sẽ thay đổi. Hãy cùng FDVN tìm hiểu và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến sổ khẩu. Khi nào sổ khẩu chính thức bị ngưng sử dụng? Theo khoản 3 điều 38 luật cư trú năm 2020 thì sẽ không thực hiện cấp mới sổ khẩu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, sổ khẩu đã được cấp sẽ được sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sổ khẩu sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào? Theo quy định tại khoản 3 điều 38 luật cư trú năm 2020, sổ khẩu, sổ tạm trú có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 và chỉ thu hồi trong trường hợp công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ khẩu, sổ tạm trú. Ví dụ, A có sổ khẩu ở quận B, nhưng khi A đến đăng ký chuyển sang một địa chỉ khác, khi đó thông tin trong sổ khẩu về nơi thường trú sẽ thay đổi, thì trong quá trình làm thủ tục, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi sổ hộ khẩu đó. Không có sổ khẩu thì chứng minh thông tin nơi thường trú, nhân thân như thế nào? Sau khi thu sổ hộ khẩu, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thực hiện điều chỉnh cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định. Trường hợp đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú cũng có trách nhiệm thẩm định cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu cư trú. Theo Điều 37 Luật Cư trú năm 2020, thì hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ cập nhật thông tin liên quan đến họ, tên, ngày, tháng sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, tức toàn bộ thông tin của công dân đã được cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Như vậy, khi bỏ sổ hộ khẩu, công dân chỉ cần xuất trình thẻ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, cơ quan có thẩm quyền sẽ tra cứu được các thông tin cư trú và nhân thân. Thay đổi thông tin liên quan đến chủ hộ, thành viên trong hộ thì phải làm thế nào? Để thực hiện điều chỉnh thông tin, công dân cần thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Cư trú năm 2020 như sau. Hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin được hướng dẫn bởi Điều 10 Thông tin 55/2021 của Bộ Công an như sau. Trường hợp có sự thay đổi về chủ hộ thì phải có ý kiến của chủ hộ trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú, chứ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản hoặc ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên trong hộ gia đình hoặc văn bản của tòa án quyết định chủ hộ. Trường hợp chủ hộ chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì ngoài ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên hộ gia đình phải có thêm giấy chứng tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Trường hợp có sự thay đổi về hộ tịch so với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì phải có giấy tờ tài liệu chứng minh được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền đăng ký về hộ tịch. Trường hợp đã có thông tin về sự thay đổi trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì công dân phải xuất trình giấy tờ tài liệu chứng minh. Trường hợp có sự thay đổi về địa chỉ nơi cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phung, sắc, cách đánh số nhà, thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào văn bản thay đổi địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phung, sắc, cách đánh số nhà của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện điều chỉnh cập nhật thông tin về địa chỉ nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Thủ tục điều chỉnh thông tin về cư trú được thực hiện như sau. Thành viên hộ gia đình nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cư trú trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về chủ hộ trong cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho thành viên hộ gia đình về việc đã cập nhật thông tin. Trường hợp từ chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phung, sóc, cách đánh số nhà, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh cập nhật việc thay đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Người dân muốn biết và khai thác thông tin liên quan được ghi trong sổ khẩu của mình bằng cách nào? Theo quy định tại Điều 37 Luật Cư trú năm 2020, thì hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ cập nhật thông tin liên quan đến họ, tên, ngày, tháng sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại. Theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Nghị định 137/2015 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi khoản 6, Điều 1, Nghị định 37/2021 của Chính phủ, thì công dân muốn biết và khai thác thông tin liên quan được ghi trong sổ khẩu thì thực hiện bằng các cách thức như sau. Khai thác bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin. Công dân có nhu cầu khai thác thông tin cá nhân gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến trưởng công an cấp xã. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, trường hợp đồng ý cho phép khai thác thông tin thì có văn bản trả lời cung cấp thông tin cho công dân và trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Khai thác thông tin qua dịch vụ tin nhắn theo hướng dẫn của Bộ Công an. Khai thác qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ quốc công quốc gia, cổng dịch vụ công của Bộ Công an, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ cấp tỉnh. Vừa rồi là một số giải đáp của FDVN liên quan đến việc ngưng sử dụng sổ khẩu theo quy định của pháp luật. Hy vọng video này sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các số sau.